Thêm một câu lạc bộ từ chối Ronaldo, mùa thì trong hồ dự bị. Cristiano Ronaldo có gia nhập câu lạc bộ này cũng ngoài đúng quần trên băng ghế dự bị như tại Manchester United. Cristiano Ronaldo có vẻ sẽ rời Manchester United trong năm tới, nhưng một trong những điểm đến tiềm năng của siêu sao người Bồ Đào Nha đã bị loại khỏi bàn đàm phán. Trong lúc chỉ còn gần 2 tháng nữa là kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa, chủ tịch Flamengo Rodolfo Landim đã loại bỏ viễn cảnh đội bóng ông sở hữu Cristiano Ronaldo khi tuyên bố câu lạc bộ của Brazil này không thể trả một số tiền quá lớn cho đội trưởng 37 tuổi của tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo đã chịu đựng cơn ác mộng từ kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua cho đến thời gian gần đây. Cựu sao của Real Madrid và Juventus đòi rời Old Trafford nhưng không thành công khi gần như tất cả các câu lạc bộ lớn đều từ chối. Mùa Anh bao gồm Bayern Munich, Barcelona, Napoli, Atletico Madrid, Sporting Lisbon. Đầu mùa giải, Ronaldo chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị MU tại Premier League, anh chỉ được ra sân thường xuyên tại Europa League. Ronaldo đã có nhiều hành động thể hiện sự bất mãn khiến nội bộ MU nhiều phen sóng gió. Điều này khiến huấn luyện viên Erik ten Hag phải ra tay phạt siêu sao người Bồ Đào Nha. Sau án phạt nội bộ treo giò trong trận MU gặp Chelsea, Ronaldo đã trở lại đội hình chính MU thường xuyên hơn. Bất chấp điều đó, tin đồn về việc Ronaldo rời MU vẫn chưa dừng lại. Và mới nhất câu lạc bộ Flamengo ở tận Brazil cũng bị cuốn vào guồng quay đó. Chủ tịch Flamengo Rodolfo Landim tuyên bố rằng mức lương của Ronaldo sẽ không phù hợp với ngân sách của câu lạc bộ. Ông thẳng thừng tuyên bố, siêu sao giành 5 quả bóng vàng thế giới, Ballon d'Or sẽ được gửi thẳng lên băng ghế dự bị nếu chuyển đến Rio de Janeiro. Phát biểu trên podcast Paporito, Rodolfo Landim cho biết, tôi không biết nó, tin đồn đến từ đâu nhưng họ có nhiều sáng tạo thật. Trước hết, tôi sẽ nói, cậu ta Ronaldo sẽ ở đâu? Đó là phải ngồi trên băng ghế dự bị. Từ những gì tôi đọc trên Internet, tôi không biết có đúng hay không. Cristiano Ronaldo được đề nghị 242 triệu USD, 215 triệu bảng Anh cho một hợp đồng 2 năm, chia cho 24 tháng, tức là khoảng 10 triệu đô mỗi tháng. Hay nói về giá trị vượt xa toàn bộ bảng lương của Flamengo dành cho Cristiano Ronaldo chỉ để cậu ta trở thành người thay thế cho Pedro hay Gabigol. Tôi không thể không ai ở đây sẽ làm những điều điên rồ đó. Đó là cách quản lý nghiệp dư, khi nghĩ rằng trong tương lai chúng ta sẽ thanh toán hết các hóa đơn tiền lương, điều đó không còn tồn tại nữa. Không thể có chuyện đi một bước không chắc chắn như thế. Bây giờ, vẫn còn phải xem điểm đến tiếp theo của Cristiano Ronaldo sau khi chia tay Manchester United là đâu, khi hợp đồng 2 năm của anh với Quỷ Đỏ sẽ hết hạn vào mùa hè năm tới. Ông Rodolfo Landim từ chối cơ hội sở hữu Cristiano Ronaldo. Ông cũng không lạc quan về việc tiền đạo Neymar của Paris Saint-Germain PSG trở về Brazil chơi bóng. Rodolfo Landim tiếp tục, tôi không biết Neymar kiếm được bao nhiêu tiền tại PSG. Tôi nghe nói rằng nó gần 4 triệu euro, 3,48 triệu bảng Anh mỗi tháng. Neymar sẽ không muốn đến Flamengo vì những gì tôi có thể trả cho cậu ấy trong cơ cấu tiền lương là không đủ. Neymar sẽ có những lời đề nghị tốt hơn từ bên ngoài. Đó là điều tự nhiên, đó là thị trường. Những câu lạc bộ có ngân sách lớn hơn Flamengo rất nhiều sẽ quan tâm đến một cầu thủ ngoại hạng như Neymar. Sở hữu Neymar sẽ là một giấc mơ đối với bất kỳ câu lạc bộ nào ở Brazil, tôi không nghi ngờ gì. Tôi nghĩ Neymar sẽ chơi bóng bên ngoài Brazil trong một thời gian nữa vì cậu ấy rất đặc biệt. Các câu lạc bộ có thể trả lương cho những cầu thủ đặc biệt như Neymar đang ở nước ngoài, không phải ở Brazil.